Trao đổi với VTC 14, Trung tâm Cứu hộ Cứu nạn Vịnh Hạ Long cho biết, tàu QN3736 của công ty trách nhiệm hữu hạn Cửu Long bị bốc cháy ở gần khu vực hòn chống mái. Thuyền viên trên tàu là người đầu tiên phát hiện đám cháy. Ngay sau đó, các tàu ở gần đã đến ứng cứu, đón toàn bộ hành khách và thuyền viên ra khỏi con tàu gặp nạn. Do vị trí cháy ở xa đất liền, nên khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp có mặt thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ con tàu. Phải hơn 1 giờ kể từ khi bùng phát, đám cháy mới được dập tắt, tàu bị hư hỏng một phần. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tàu QN3736 có 6 nhân viên và 17 hành khách, trong đó có 2 khách Việt Nam và 15 khách nước ngoài. Tàu rời bến đi thăm và lưu trú trên Vịnh Hạ Long từ trưa hôm qua. Sau khi tham quan và nghỉ đêm trên vịnh, sáng nay tàu quay về bờ theo lộ trình thì gặp sự cố.